Lộ ảnh cưới bí mật của Khắc Việt và vợ DJ nóng bỏng, nhìn bón quà cưới mẹ chồng trao cho con dâu mà ngỡ ngàng. Khắc Việt và bạn gái DJ nóng bỏng chính thức về chung một nhà bằng đám cưới rình rang. Sáng hôm nay 24 tháng 3, nam ca sĩ Khắc Việt đã tổ chức hôn lễ với DJ Thanh Thảo. Bằng nghi thức đón dâu tại Hà Nội, được biết vợ chồng giọng ca Chỉ Anh Hiểu Em đã chuẩn bị mọi công việc từ 5 giờ sáng. Sau lễ rước dâu, hiện đoàn đang lên đường về Yên Bái, quê nhà Khắc Việt để tiếp tục tổ chức tiệc cưới với sự chứng kiến của họ hàng. Chú rể diện vest trắng bảnh bao, không giấu được nụ cười hạnh phúc bên bà xã Thảo Bê Bê xinh đẹp trong bộ sơ rê trắng. Cô dâu Thanh Thảo vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ và gợi cảm. MC Thành Trung, người đàn anh thân thiết của chú rể cũng có mặt từ rất sớm để đồng hành cùng Khắc Việt trong ngày quan trọng cuộc đời. Một số khách mời nổi tiếng cũng có mặt chung vui với vợ chồng nam nhạc sĩ gồm Tuấn Hưng, Hồ Hoài Anh và Tú Dưa. Khắc Việt đầu tư siêu xe rước dâu hoành tráng và trang trí không gian cực lung linh trong đám cưới tại quê nhà. Khắc Việt và bà xã chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 7, 2017. Tuy nhiên, cả hai đã quen biết nhau trước đó 10 năm, từ khi cô còn là sinh viên ở trường múa. Đám hỏi của cặp đôi đã diễn ra tại nhà riêng ở Hà Nội vào 11 tháng 3 vừa qua. Sau hôn lễ được tổ chức tại quê chú rể hôm nay, ngày 1 tháng 4, vợ chồng anh tiếp tục đãi tiệc ở Hà Nội. Nam em, mỹ nhân đẹp nhất miền sông nước và ba cuộc tình ngang trái đầy dây dứt. Nhan sắc, tuổi trẻ, tiền tài, nam em đều có đủ. Tuy nhiên, thứ nhiều người cho rằng cô đang thiếu là sự khôn ngoan và bản lĩnh vững vàng của một mỹ nhân sống dưới ánh hào quang showbiz. Vào ngày người ta biết đến Nguyễn Thị Lệ Nam Em, hoa hậu Thu Thảo có thêm một bản sao. Không thể phủ nhận, mỹ nữ quê Tiền Giang sở hữu vẻ đẹp mong manh và những đường nét hao hao như đàn chị nổi tiếng. Danh xưng của bản sao hoa hậu Thu Thảo giúp Nam Em nhận được nhiều sự chú ý. Để rồi năm 2015, cô chính thức ghi tên mình vào bản đồ sắc đẹp Việt Nam khi giành vương miện hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2016, người đẹp giúp Việt Nam lần đầu lọt vào top 8 tại đấu trường Hoa hậu trái đất. Đó là thành tích khá ngọt ngào đối với một cô gái tỉnh lẻ không gia thế và chống lưng. Từ cơn say nắng Kiều Minh Tuấn đến nghi án tình cảm với người cũ của Hà Hồ, Nam Em không chỉ có sắc đẹp, cô còn biết hát, biết diễn và thậm chí diễn ổn. Sau một vai nhỏ trong Lô Tô, mỹ nhân miền Tây được mời góp mặt trong phim hài Tết 7, 8, 9, 10 và đó đều là những tác phẩm điện ảnh có tiếng tăm. Cũng nhờ vai bích trong 7, 8, 9, 10, Nam Em có dịp hợp tác với quý ông phòng vé Kiều Minh Tuấn. Với một tay mơ trong làng nghệ sĩ như cô nàng, đây được xem là thuận lợi lớn. Bằng kinh nghiệm diễn xuất dạng dày và khả năng dẫn dắt cảm xúc cho bạn diễn, tài tử sinh năm 1988 đã giúp Nam Em vào vai rất ngọt. Biết người đẹp Tiền Giang áp lực vì phải đóng chung với nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Vì sợ ảnh hưởng đến đoàn làm phim, Kiều Minh Tuấn chủ động hướng dẫn cô cách cảm nhận nhân vật, cách nuôi cảm xúc và cùng đạo diễn thuyết phục cô tự nhận vai. Sau khi phim đóng máy, tài tử vẫn dành cho bạn diễn những lời có cánh. Tính cách của Nam Em cũng rất vui vẻ, năng động. Tôi chưa thấy cô người đẹp nào hài hước như vậy. Do đó khi vào những phân đoạn buồn, Nam Em phải có thời gian để tập trung vì tính cách của cô ấy khá vui vẻ. Nam Em cũng có nhiều sự phấn đấu và làm việc rất chuyên nghiệp. Các buổi quay đều cố gắng đến đúng giờ. Không biết vì cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của đàn anh hay vì quá nhập tâm vào tình yêu của nhân vật Bích trong phim mà Nam Em đã rơi vào cơn say nắng với Kiều Minh Tuấn. Chẳng phải là tin đồn, điều này được chính top 8 Hoa hậu trái đất 2016 khẳng định ngay trong phần giao lưu với khán giả tại buổi họp báo 7, 8, 9, 10. Nam Em chia sẻ rằng cô thực sự rung động trước nam diễn viên họ Kiều sau những cảnh quay tình tứ trên phim trường. Trong phim, cô ca sĩ phòng trà xinh đẹp yêu anh chàng tám quê mùa, thì ngoài đời, nàng hoa khôi miền sông nước cũng vì Kiều Minh Tuấn thao thức nhiều đêm. Tình yêu trên màn ảnh đẹp là vậy, nhưng sự thật ngoài thực tế lại chẳng phải là những trang ngôn tình. Kiều Minh Tuấn đã thuộc về một mái ấm gia đình, nơi có người bạn đời Cát Phượng mà anh đã lựa chọn yêu thương. Chót xao xuyến trong một phút giây nào đó, rốt cuộc Nam Em cũng tỉnh táo vượt qua cơn say nắng và hiểu đó chỉ là tình cảm xuất phát từ việc cô đã quá nhập vai. Ấy vậy mà Kiều Minh Tuấn cũng chẳng phải là cái tên đầu tiên có liên quan đến hoa khôi Nam Em. Trước đó, truyền thông từng tốn khá nhiều giấy mật để giải mã mối quan hệ giữa mỹ nhân miền Tây và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, tình cũ của Hà Hồ. Trước những lời đồn đoán được bao bọc chu cấp, Nam Em lên tiếng phủ nhận và quả quyết rằng cô không yêu vị doanh nhân này, tình cảm của họ cũng chỉ dừng lại ở mức anh em quen biết và nàng hoa khôi cũng chưa từng nhận bất kỳ một món quà quý giá nào từ đại gia họ Chu.
Trong một bài phỏng vấn, nam em còn khẳng định chắc nịch về tình cảm trong sáng giữa mình và danh nhân Kim Cương. Người đẹp cho rằng cả hai không thể đến với nhau vì Chu Đăng Khoa là người đàn ông đã có gia đình. Bản thân cũng là một người từng trải qua cảm giác mất mát từ gia đình. Nên nam em không muốn có thêm một đứa trẻ nào phải chịu tổn thương. Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai hết. Nếu như chị Hà có căng thẳng với tôi thì cũng đành chịu. Tôi chưa có ý định sẽ cướp anh Khoa và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một cái gì đó trên mức bạn bè với anh Khoa. Khi tuổi đời mới chớm 22, nam em đã có trong tay những điều khiến bao phụ nữ cùng trang lứa mơ ước: nhan sắc trời ban, phương miện hoa khôi danh giá và thứ hạng cao ở một cuộc thi quốc tế, đủ khiến cô được điểm mặt gọi tên giữa một rừng mỹ nhân showbiz. Thế nhưng, chính mỹ nhân sinh năm 1996 đang biến mọi thứ cô từng gây dựng trở nên vô nghĩa khi vướng vào ồn ào tình ái với danh hài Trường Giang. Sau nghi vấn yêu đương với đại gia Kim Cương và cơn cảm nắng đàn anh Kiều Minh Tuấn, những tưởng cái tên nam em sẽ chỉ xuất hiện trong các mục tìm kiếm về âm nhạc, điện ảnh, gắn liền với những bộ phim mà cô tham gia hay những bài hát mà cô phát hành, thì thật khó tin, sau những úp mở mập mờ vào chiều 17 tháng 3, hai ngày sau đó, nam em tiếp tục gây xôn xao dư luận khi công khai tường tận 30 ngày dây dưa tình cảm với Trường Giang. Lời đã nói ra, người tổn thương đã tổn thương, người ái ngại đã ái ngại, kẻ chê không ít, người thương cũng nhiều. Không biết nam em có nghĩ đến cảm xúc của Nhã Phương khi mang toàn bộ những kỷ niệm ngọt ngào với Trường Giang lên báo trong lúc đàn chị vẫn còn đang danh chính ngôn thuận là bạn gái vừa được nam danh hài cầu hôn cách đây 2 tháng. Nam em hoàn toàn ý thức được việc Trường Giang chưa hề buông tay Nhã Phương, cô biết họ chỉ đang giận nhau, biết không sớm thì muộn, Trường Giang cũng sẽ quay về bên bạn gái, nhưng vẫn chấp nhận mong hết mọi việc ra ánh sáng, để rồi gián tiếp trở thành người thứ ba. Nam em kể lể trong đau khổ và nước mắt việc bị Trường Giang phủ phàng. Chỉ ít lâu sau khi đến sinh nhật cô hôm 17 tháng 1, danh hài đã cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Mỹ nhân miền Tây tuyên bố yêu Trường Giang đến mức có thể chết vì anh, nhưng số đông dư luận chẳng hề đồng cảm cho những khát khao của người đẹp. Bất chấp việc bị chỉ trích, nam em muốn để Trường Giang biết rằng anh đã sai khi làm tổn thương nhiều phụ nữ, muốn để Nhã Phương hiểu rằng cô đang muốn tốt cho chị ấy. Càng giải thích Hoa Khôi sinh năm 1996, càng vấp phải làn sóng dè biểu từ người hâm mộ, chẳng ai tin được nam em khi hành động của người đẹp đang đi ngược lại với những lời cô nói. Không chỉ làm nam em mất điểm trong mắt người hâm mộ, vụ lùm xùm tình cảm lần này còn khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự tỉnh táo của cô. Một người đẹp với những toan tính thông minh đủ giúp cô đầu tiên đưa Việt Nam lọt vào top 8 Hoa hậu trái đất, lại có ngày trở thành một bánh bèo yếu đuối và bi lụy trong mối tình vô vọng với người đàn ông chẳng toàn tâm toàn ý vì mình. Từ một mỹ nhân được nhiều người yêu mến vì sự chân thật, ngay thẳng thật thà, sau khi công khai chuyện yêu Trường Giang, nam em mất nhiều hơn được, không chỉ bị công chúng quay lưng khi gián tiếp thừa nhận mình là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương, mỹ nữ miền Tây còn khiến chiếc phương miện hoa khôi cô đang đội trên đầu phần nào mất đi vẻ đẹp lấp lánh, nhất là khi những danh hiệu sắc đẹp mà cô gái sinh năm 1996 từng sở hữu đâu phải dễ dàng mà có được. Nam em vẫn đẹp, vẫn là hoa khôi, vẫn tài năng với giọng hát và diễn xuất, nhưng cô cần phải tỉnh táo và trau dồi bản lĩnh để vững vàng hơn trên những bước đường sự nghiệp sau này. Trường Giang xuất hiện mệt mỏi sau vụ tình cảm với nam em. Tham gia ghi hình show mới, Trường Giang lặng lẽ và kín tiếng, anh lộ rõ sự mệt mỏi khi chụp hình cùng các đồng nghiệp. Sau chuyến lưu diễn ở Mỹ gần một tháng, Trường Giang đã bí mật về nước cách đây ít ngày. Tuy nhiên, lịch trình của anh được dự kín, thậm chí danh hài cũng không xuất hiện cùng Nhã Phương ở sân bay Tân Sơn Nhất. Giữa tâm bão dư luận, chiều 23 tháng 3, Trường Giang trở lại với công việc, tham gia ghi hình game show mới mang tên Nhanh Như Chớp. Trường Giang đảm nhận vai trò MC bên cạnh Harry Won và MC Anh Huy. Những khán giả có mặt tại buổi ghi hình cho biết Trường Giang lộ vẻ mệt mỏi. Những khán giả có mặt trong buổi ghi hình thấy Trường Giang mệt mỏi, không vui vẻ và năng động như thường thấy. Sau khi kết thúc buổi quay, Trường Giang lặng lẽ ra về từ sớm. Đây cũng là lần đầu tiên Mười Khó xuất hiện trước công chúng sau ồn ào tình cảm với nam em. Chia sẻ về buổi làm việc cùng Trường Giang, MC Anh Huy cho biết: nhìn mắt anh Giang, tôi cảm thấy anh đang rất mệt mỏi. Đồng nghiệp cũng xác nhận Trường Giang khá mệt mỏi trong lần xuất hiện ồn ào. Anh về sớm khi kết thúc buổi ghi hình. Trường Giang hiện là nam nghệ sĩ gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi vướng bê bối tình tay ba. Nam em cho biết cô và Trường Giang đã có một tháng bên nhau trước thời điểm Mười Khó cầu hôn Nhã Phương trên truyền hình.
Cô cảm thấy bị tổn thương khi quá tin vào lời ngọt ngào của nam diễn viên. Trước những chỉ trích từ công chúng và người trong cuộc, Trường Giang không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trên trang fanpage chính thức hôm 23 tháng 3. Trường Giang chỉ chia sẻ lời nhắc nhở về an toàn phòng cháy chữa cháy sau vụ hỏa hoạn chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới hoành tráng của Khắc Việt và vợ DJ xinh đẹp ở quê nhà. Cả hai hạnh phúc trong vòng tay của hai bên gia đình và người thân trong ngày trọng đại tại quê nhà Yên Bái. Sau một thời gian tìm hiểu và hẹn hò, Khắc Việt và người yêu xinh đẹp DJ Thanh Thảo đã quyết định tiến đến hôn nhân. Hôm nay 24 tháng 3, cả hai đã chính thức là vợ chồng và cùng thực hiện một đám cưới cực lung linh tại quê nhà Yên Bái. Sự kiện này được sự chú ý của rất nhiều khán giả, bởi kế hoạch này đã được nhân vật chính tiết lộ vào năm 2017. Tại đây, không gian buổi tiệc đã được trang trí cực kỳ lung linh hoành tráng. Theo tiết lộ của anh, mọi người ở quê đã vui mừng và ăn cỗ linh đình từ 3 ngày trước. Những người thân thiết của nam ca sĩ cũng có mặt tại đây để được tham dự vào ngày vui này. Đến sáng 24 tháng 3, buổi lễ rước dâu đã được diễn ra trong sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình. Thanh Thảo được mẹ tặng nhiều vàng trong tiệc cưới. Hai vợ chồng đều diện đồ cưới tông suệt tông với vest trắng, áo cưới trắng, đặc biệt Khắc Việt cười tít mắt trong ngày trọng đại này. Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi này luôn làm mọi người ghen tị vì độ ngọt ngào lãng mạn. Bởi thế khi cả hai tiến đến hôn nhân lại càng làm cho khán giả thích thú hơn. Được biết họ sẽ tổ chức thêm một tiệc cưới hoành tráng vào ngày 1 tháng 4 ở Hà Nội. Em trai Khắc Việt, nhạc sĩ Khắc Hưng diện vest bảnh bao và chụp ảnh bên chiếc xe đưa dâu được trang trí ngập tràn hoa.